Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, đang có một số người chơi đang có những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cuộc xung đột tại giải Gaza, cũng như quyết định hồi kết cho những giao tranh đẫm máu tại khu vực này. Tổng thống Joe Biden đang đứng trước sức ép ngày càng lớn nhằm hỗ trợ chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa người Israel và Hamas, lực lượng đang kiểm soát giải Gaza. Trong vòng hơn một tuần, không kích và giao tranh, cuộc xung đột này đã khiến cho ít nhất 212 người Palestine và 10 người Israel thiệt mạng. Tuy nhiên, dù Mỹ có ảnh hưởng đáng kể trong khu vực và từ lâu đã tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, thì Nhà Trắng đã không còn là người chơi quan trọng nhất hiện nay nữa. Dưới đây là vai trò và động cơ của các nhân tố tham gia vào cuộc đối đầu quân sự này và những bên đang cố gắng để chấm dứt giao tranh. Thứ nhất là nhân vật chính của câu chuyện này, lực lượng Hamas. Hamas là một tổ chức vũ trang Hồi giáo không công nhận sự tồn tại của Israel. Lực lượng này được thành lập vào năm 1987 bởi một giáo sĩ Hồi giáo Palestine, và từ năm 2007, Hamas đã kiểm soát giải Gaza, một giải đất tiếp giáp biên giới với biển Địa Trung Hải và là nơi sinh sống của 2 triệu người Palestine. Mỹ và Liên minh châu Âu EU coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Các chiến thuật quân sự của Hamas nhằm chống lại Israel đã thay đổi trong vòng những năm qua, từ lên kế hoạch đánh bom liều chết sang xây dựng kho tên lửa tấn công có độ chính xác ngày càng được cải thiện. Nhóm này từ lâu đã phản đối các cuộc trao đổi hòa bình giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine, một tổ chức chính trị kiểm soát khu bờ Tây cùng phong trào Fatah. Hamas đã chỉ trích Hiệp ước Oslo vào năm 1993, mà theo đó Palestine sẽ có quyền kiểm soát các khu vực khu bờ Tây và giải Gaza, trong khi PLO chính thức công nhận nhà nước Israel. Trong cuộc xung đột hiện nay, quân đội Israel cho biết lực lượng Hamas đã phóng hơn 3.000 quả rocket vào các mục tiêu dân sự ở Israel. Lực lượng quốc phòng Israel cho biết họ đã đánh chặn được khoảng 90% số tên lửa bằng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại vòm sắt Iron Dome. Lực lượng Hamas bao gồm một nhánh chính trị và một nhánh quân sự đang cố gắng lợi dụng sự chia rẽ trong chính trường Palestine và tận dụng lợi thế trước Fatah. Nhà phân tích Michael Pollock thuộc diễn đàn chính sách Israel cho hay, Fatah là một đảng chính trị đối lập với Hamas tại Palestine, hoạt động ở khu bờ Tây và do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lãnh đạo. Nhân tố tiếp theo ở đây đó là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một nhà lãnh đạo có lập trường cứng rắn, người luôn thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng các khu định cư tại bờ Tây. Một diễn biến dẫn đến cuộc xung đột hiện nay là việc những người định cư Do Thái trục xuất các gia đình Palestine khỏi nhà của họ ở đông Jerusalem. Ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, hiện không thể thành lập liên minh chính phủ sau 4 cuộc bầu cử, sau khi đảng Likud của ông ta không nhận được đủ số phiếu của các cử tri Israel để chiếm thế đa số. John Atapman, giám đốc chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, trong khi mọi thứ ông Netanyahu làm đều có tính toán chính trị, thì ông không cho rằng nhà lãnh đạo Israel này đang sử dụng cuộc xung đột để đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề chính trị mà ông ta đang đối mặt. Thứ ba, ở nhân tố chính này, đó chính là Tổng thống Joe Biden và nước Mỹ. Mỹ coi Israel là đồng minh quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông và đã dành hơn 3 tỷ đô la một năm để hỗ trợ an ninh cho Israel. Một số nhà quan sát cho rằng chính quyền của ông Joe Biden đã không ưu tiên các vấn đề có liên quan đến Israel, Palestine và bỏ lỡ nhiều cơ hội để can thiệp trước khi một cuộc đối đầu quân sự xảy ra. Các tổng thống Mỹ trước đó, từ Bill Clinton cho tới Barack Obama, đều bổ nhiệm các đặc phái viên nhiều kinh nghiệm với sự nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giao cho con rể của ông, đồng thời là cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng, Jared Kushner, nhiệm vụ thúc đẩy những điều mà họ hy vọng sẽ trở thành điểm đột phá trong đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay đều đã thất bại. Một số nhà phân tích tin rằng ông Joe Biden không muốn dành sự tập trung về chính sách đối ngoại vào một cuộc xung đột mà ngay cả những nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy chán nản. Những gì ông ấy muốn tránh trên tất cả là một cuộc chiến của Israel, một diễn biến có thể phải đánh đổi bằng những cái giá chính trị ở trong nước. Nhà quan sát Peter Bannon, một biên tập viên của tạp chí Current nhận định tuần trước, ông Bannon cũng đánh giá rằng nếu như cuộc xung đột nổ ra, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cử một đặc phái viên tầm trung tới khu vực này để hỗ trợ giảm căng thẳng.
Các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden thì cho biết Tổng thống rất quan tâm tới tình hình ở khu vực này. Hôm 17 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã thể hiện sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu. Tổng thống Joe Biden cũng đã trao đổi với ông Netanyahu một vài lần kể từ khi cuộc bạo lực bùng phát và trao đổi với Tổng thống Palestine Abbas vào cuối tuần trước. Mỹ không tiến hành bất kỳ cuộc trao đổi nào với Hamas do Washington coi lực lượng này là một nhóm khủng bố. Martin Idit, cựu đặc phái viên Mỹ về các cuộc đàm phán Israel-Palestine cho biết, Tổng thống Joe Biden không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng một phần bởi cả Hamas và Israel đều muốn giữ nguyên hiện trạng. Mục tiêu của cả hai bên trong lần giao tranh này rất hạn chế. Lực lượng Hamas hy vọng tăng cường vị thế ở Palestine, trong khi Israel hy vọng sẽ tái thiết lập khả năng phòng thủ nhằm chống lại các cuộc tấn công của Hamas vào dân thường. Không có bên nào quan tâm tới một thỏa thuận hai nhà nước do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, cựu đặc phái viên này cho rằng ông Joe Biden không thể phớt lờ cuộc xung đột. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ cần giải quyết cuộc xung đột bằng cách kiến tạo một chân trời chính trị cho người dân Palestine. Ông Martin nhận định, đồng thời cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc gây sức ép với Israel để đóng băng việc thúc đẩy xây dựng các khu định cư ở nước này tại khu vực bờ Tây và gây sức ép với Tổng thống Palestine Abbas để sắp xếp lại một cuộc bầu cử. Một nhân tố có ảnh hưởng khác đó chính là Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc. Không lâu sau khi giao tranh nổ ra, chính phủ Ai Cập đã cử các nhà đàm phán với nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn. Nhiều bên cũng cho rằng Cairo có thể làm xoay chuyển tình hình. Những người duy nhất có ảnh hưởng thực sự với Hamas hiện nay chính là Ai Cập. Dennis Ross, cựu quan chức ngoại giao Mỹ từng làm việc về tiến trình hòa bình Trung Đông trong nhiều năm, nhận định với kênh CNN tuần trước. Ông cũng cho rằng Ai Cập, nước chia sẻ đường biên giới với Gaza, đã giúp làm trung gian hòa giải cho 4 thỏa thuận ngừng bắn trước đây trong khu vực này, bao gồm cả thỏa thuận vào năm 2014. Họ giữ lại một vị trí mà có thể tới gặp Hamas và nói rằng chúng tôi cũng có thể sử dụng ảnh hưởng của mình với Israel, nhưng nếu các bạn không phối hợp phản ứng với chúng tôi, đừng mong rằng chúng tôi sẽ giúp các bạn thoát khỏi Israel và mở cửa biên giới. Ông Ross đã đánh giá như vậy. Các quan chức Qatar và Liên Hợp Quốc thì cũng đang cố gắng làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc trao đổi vẫn diễn ra một cách rời rạc. Thủ lĩnh của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh nhận định với hãng tin AP rằng Liên Hợp Quốc, Nga, Ai Cập và Qatar đã liên lạc với họ, nhưng những lực lượng này sẽ không chấp nhận một giải pháp nếu nó không xem xét tới sự hy sinh của người dân Palestine. Thủ tướng của Israel Netanyahu sẽ không đạt được lợi ích nếu một lệnh ngừng bắn diễn ra, và ông ta cho rằng Israel vẫn chưa đạt được các mục tiêu quân sự. Chúng tôi đang cố gắng để làm giảm khả năng của những kẻ khủng bố Hamas, Thủ tướng Israel cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình Fraser Nation của đài CBS. Đặc phái viên Martin cho rằng cuối cùng Ai Cập và một vài nhân tố khác có thể mang tới một hiệp định đình chiến, nhưng ông cũng vạch ra viễn cảnh ảm đạm nếu điều này xảy ra. Cả hai bên rồi sẽ chôn thi thể, dọn dẹp những đống đổ nát và quay lại cuộc sống bình thường, dù lực lượng quốc phòng Israel và Hamas sẽ lại tiếp tục chuẩn bị vòng xung đột tiếp theo, chuyên gia này đánh giá. Hướng tiếp cận của chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện nay cho thấy Washington đã chuẩn bị cho việc chấp nhận một cái kết không mấy có hậu.